Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai cái xin chữa các bạn và một cái xin tơ nha các bạn. Đó, hai cái xin chữa cực kỳ to con, hoa đen nè, cái đuôi chà bá luôn các bạn, bò đỏ ao các bạn ơi, không lan giá nha. Đó, con này chữa ngoài 7 tháng các bạn, cao 1m27 bò, ông chữa lứa thứ ba, chân móng hoàn thiện, dợm bầu các bạn ơi, rúng yếm luôn nghiêm chỉnh nè. Đó, dợm bầu nè, thấy rúng rúng dài các bạn, không lan giá nha. Đỏ ao quyền bò các bạn, sáng tích thì nghiêm chỉnh, cao 1m27 bò, chữa ngoài 7 tháng, ông chữa lứa thứ ba, giá 28 triệu các bạn. Bò này thì lúc bắt về thì chủ nhà nói là bơm bò siêu thịt nha các bạn, nhưng mà bây giờ bên đây bán là để bò gì thì mình hưởng bò đó nha các bạn. Đó, bao chữa, bao khám, bao lòi, ngoài 7 tháng, để bò gì mình hưởng bò đó. Đó, rúng yếm nghiêm chỉnh, hoa đen trong đuôi 100, chân móng đồ hoàn thiện, lưng một lưng hoa đen nè các bạn thấy không, giá 28 triệu các bạn, giá 28 triệu, cao 1m27 bò. Đó, ôm chữa lứa thứ ba, ngoài 7 tháng, bao chữa bao khám. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Con này sẽ mặt sẽ lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, con này sẽ mặt sẽ lưng đồ là nghiêm chỉnh hết, rúng đúng mẫu Bombay luôn các bạn, đồng đuôi 100, chân móng sò hoàn thiện, cao 1m27 bò, giá 28 triệu, chữa ngoài 7 tháng các bạn, ôm chữa lứa thứ ba, bò cực kỳ lực nha các bạn. Bây giờ mình đẻ bò gì mình hưởng bò đó nha các bạn, giá 28 triệu các bạn, ôm chữa lứa thứ ba, ngoài 7 tháng các bạn, bao chữa bao khám bao lòi luôn các bạn, anh em là cứ mạnh dạn nha các bạn, cao 1m27 bò, giá 28 triệu. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn thấy không, dạm bầu bốn vú đều. Anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Bò đỏ ao các bạn thấy không, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn, ôm chữa lứa thứ ba các bạn, ôm chữa lứa thứ ba, ngoài 7 tháng, giá 28 triệu các bạn, cao 1m27 bò, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Lưng một lưng quyền bò yếm về cui, bốn vú đều nè các bạn, dợm bầu nè các bạn không. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn, giá 28 triệu các bạn, giá 28 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, cao 1m27 bò, chữa ngoài 7 tháng, ông chữa lứa thứ ba, giá 28 triệu các bạn. Đó, còn đây còn tiếp theo. Đó, con này thì chữa gần cao gần 1m3 bò, chữa 4 tháng các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện các bạn, rúng rúng dài yếm dày. Đó, con này cũng ôm chữa lứa thứ ba các bạn, ngoài 4 tháng, bao chữa bao khám bao lòi các bạn. Đó, nhưng mà đẻ bò gì thì mình hưởng bò đó các bạn, tại bắt về nên là chỉ bao chữa thôi các bạn, bao chữa 4 tháng. Đó, chân móng đồ hoàn thiện các bạn, đẻ bò xin thì mình hưởng bò xin, mà đẻ bò siêu mình hưởng bò siêu nha các bạn. Rúng nè, chân móng đồ hoàn thiện nè, chữa 4 tháng các bạn, ôm chữa lứa 3, cao gần 1m3 bò, giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu. Con này cao gần 1m3 bò các bạn, rất là to con nha. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, đỏ ao không lan giá, lông đuôi một chùm nè, chân móng sò hoàn thiện các bạn, chân móng sò hoàn thiện, giá 26 triệu con cái xin này các bạn, đòn dài yếm dày. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn, rúng yếm mình nghiêm chỉnh. Đó, chân móng là móng sò nè các bạn không, hoàn thiện nè, rúng yếm mình nghiêm chỉnh nè, đòn dài nè, lông đuôi một chùm, chữa 4 tháng, ôm chữa lứa thứ ba, cao mấy gần 1m3 bò, giá là 26 triệu. Anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, lông đuôi nè, một chùm lông đuôi lông qua thì đang khui các bạn, bao chữa bao khám các bạn. Đó, còn đẻ bao gì thì mình hưởng bao đó nha các bạn. Đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn,
đòn dài giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, con này nó cực kỳ to con các bạn, đòn dài, bò thả đồng các bạn, ăn uống được rất là giỏi nha. Đó, còn đây là cái Sinter các bạn, cái Sinter cao 1m18, bò rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Đó, cực kỳ to con các bạn, xương chà bá luôn, không lan giá, sải tích thì nghiêm chỉnh, sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn, giá là 18.500.000 các bạn, 18.500.000. Đó, cái đòn các bạn không, cực kỳ dài luôn, sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, lông đuôi thì một chùm, không lan giá, rúng dài, yếm, đòn dài luôn các bạn, sải tích thì nghiêm chỉnh. Giá là 18.500.000 các bạn, 18.500.000. Cao 1m18 bò luôn các bạn, cao 1m18 bò luôn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, con này cái Sinter nha các bạn. Cực kỳ to con nha. Đó, không lan giá chỗ nào hết các bạn ơi. Sải tích thì nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng nó hoàn thiện nè, không lan giá nha. Đó, giá là 18.500.000, cao 1m18 bò cái Sinter các bạn. Con này tầm 16 tháng tuổi các bạn, con này tầm 16 tháng tuổi nha, con này tầm 16 tháng tuổi nha các bạn. Giá là 18.500.000 các bạn. Bò này cũng cái Sinter dạng thả đồng các bạn, ăn uống đồ rất là giỏi nha. Cao thì 1m18 bò các bạn, cao thì 1m18 bò. Giá là 18.500.000, tầm 16 tháng tuổi. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá là con cái Sinter đang đứng trước mặt bạn, cao 1m18 bò, giá là 18.500.000, 16 tháng tuổi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.